Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chúng mình đã quay trở lại với kênh của mình nha. Rồi, hôm nay tôi tiếp tục chơi Gian ở vị trí đi rừng. Đó, và trận đấu này hôm nay là đó chính là trận đấu tôi đi đánh cúp nha. Rồi, ok, nói chung là hôm nay thì tôi sẽ không có ghép 3 trận cúp như hồi trước nữa. Bởi vì tôi đánh cúp khá là đơn giản nha mọi người. Đó là tôi chỉ lọc ra một trận đấu nào hay nhất thì để tôi cho mọi người xem thôi. Chứ mất công xem dài quá, nó dễ quá thì lại nó nhàn quá đúng không? Đó, còn mọi người muốn xem ba trận của mình tỷ số như thế nào thì đây, mình chiếu cho mọi người xem đó, màn hình đó nha. Rồi, ok, vấn đề bây giờ thì để tôi đi farm nốt con quái nha mọi người. Trận đấu này tôi gặp Nagaroth nên là mọi người biết rồi. Tôi gặp Nagaroth thì chắc chắn là tôi sẽ không để nó farm như bình thường đâu. Đó, nên là tí nữa là được thế là tôi sẽ qua được cướp rừng nó nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì lượm lẹ bùa đỏ nhá. Nãy tôi thấy thằng Nắc ở mid rồi, nhưng mà nên là nó mới chỉ farm xong phần bùa đỏ thôi. Còn tôi thì tôi farm hết xong sạch vòng đường của tôi rồi. Đó, bây giờ thì để farm lẹ con quái này xong rồi nấp lùm nhé mọi người. Nó đợi tem bạn lên cao để bắt. Nhưng mà có vẻ tem bạn không lên rồi nên là chắc di chuyển lên mid dần nhé mọi người. Di chuyển lên mid canh bắt thằng mid nhá. Rồi, đây này, đứng cái bụi này xíu coi, có khả năng nó đi farm nhá. Mid mình ra thủ lĩnh đi. Đó, không biết nó farm, ui mà nó hết mana rồi, gần hết mana rồi thì thôi bỏ. Bây giờ thì xuống đây nhá. Đây này, đợi tên bạn lên này. Có đánh không? Lên cao tí đi em cho đánh nhau chứ. Rồi, nó lùi mất tiêu rồi. Rồi, thôi nó lùi rồi thôi nhá, thằng Nắc ở trên rồi thì tem tôi sẽ lấy con rồng nhá mọi người. Đó, chắc chắn là con rồng sẽ của tem mình rồi. Đó, nói chung là ăn rồng đầu game sẽ lợi hơn ăn con tàu thần đầu game nhá. Bởi vì mọi người tỷ lệ mọi người đi gank sẽ dễ hơn. Chứ mà còn mọi người có con tàu thần á, mọi người đi gank á, mọi người về leo không kịp cái là nó bắn hết con bùa mình luôn. Rồi, thằng Nắc hết bùa xanh rồi, chắc chắn bùa xanh sắp ra này. À, vậy là đầu game ăn bùa xanh trước là bảo sao mà tôi thấy nó farm chậm hơn tôi. Rồi, bây giờ thì lượm con bùa nha, lượm bùa trước thì Nắc nó vào nha. Rồi, đấy, mọi người cứ để ý thôi. Nói chung là nhìn thời gian bùa ra, cả bùa mình ra thôi. Thì Nắc nó hết bùa dưới chân rồi, chắc chắn tầm mấy giây nữa là bùa nó sẽ ra thôi. Rồi, bây giờ bắt thằng Laurel này. Đây, Laurel ẩu này gấu ơi. Ừ, đúng rồi, gấu đang vào nhé, từ từ nhé, đợi nhé. Rồi, tung này, chém này. Rồi, từ nhé, néo tí ra tí nhá. Rồi, bây giờ đánh này này. Đó, này này, ấy, ừ, ui. Pha này mít tung choáng kiểu hắc não ấy. Trời ạ. Rồi, bây giờ thì lượm nhẹ con blue nhé mọi người. Đó, thằng Nắc đang vẫn ở bên bùa xanh nó kìa. Nên là giờ tôi sẽ tranh thủ, tôi sẽ qua luôn lượm luôn con bùa đỏ nó nhé mọi người. Đó, bùa đỏ cứ gì nó sắp ra rồi, bởi vì bùa đỏ tôi ra rồi nên là chắc chắn bùa đỏ nó cũng bị ra rồi. Đây này, nắp đây xíu này. Này nắp đi, đợi Nắc vào. Ui, Gidu sao lại đứng phía đó nhỉ? Pha này nắp bắt Nắc ngon hơn ấy. Rồi, bây giờ thì thôi kệ đi, bây giờ tôi sẽ lượm con bùa đỏ nhé mọi người. Rồi, từ từ lượm bùa đỏ. Ui, ai ăn vậy? Ôi, con Laurel nó ăn tiêu rồi, trời ơi. Rồi, mày này, trời ơi, để con Laurel nó ăn mất con bùa, tiếc thế. Mặc dù nó vẫn chết nhưng mà vẫn bị mất vàng mọi người ơi. Chán ghê á, chừng trị. Không ngờ được không kịp luôn. Rồi, ê, bắt thằng Nắc này, à bắt thằng này, giết á. Chém. Ui, không đủ rồi. Ừ, hay. Trời ơi, trời ạ, pha nó. Để thằng rát nó chạy được là hơi bị cay ấy nha. Rồi, còn bây giờ thì em tôi có lợi thế rồi thì ăn con rồng nha. Đó, đầu game mà thằng Nắc không được chơi game này thì trận này tem nó khó chơi đó mọi người. Trận này tem nó khó chơi cực kỳ luôn, đã vậy tem nó còn biết hai pháp sư nữa. Trời ạ, đấu cúp. Rồi, nó được kiểu đấu cúp mà nó mang cham nó chơi nên là tỷ lệ gặp 2 mid hay 2 HD là bình thường nha mọi người. Rồi, bây giờ thì di chuyển qua lượm tiếp con bùa lùi. Ê, đây, nó ẩu này, từ, tôi lùi cái nha mọi người. Rồi, thôi múa đi, múa. Đó, thằng Nắc còn ít máu nha, nhưng mà con bùa nó chắc là sẽ về tên tôi rồi. Chứ không cho nó ăn đâu. Bây giờ thì chạy qua tranh thủ lượm luôn con bùa lùi nha. Đấy, nó kìa, nó kìa, thấy không? Chạy đâu, chạy đi, lo đi. Ở lại thủ con bùa lùi chết đấy. Rồi, bây giờ thì tới nha, tôi đuổi cho nó về nha mọi người, không cho nó farm nha. Hết máu rồi đâu farm đâu, chính chị này. Thôi xin, ui không ăn được con bùa rồi nhưng không sao nha. Tôi giết luôn này, giết luôn thằng ấy này, để tôi bổ cái tôi lui nhẹ cái mọi người. Rồi, ăn được không? Bạn chết đi. Ừ, rồi, ok, bây giờ thì lui, vấn đề này không ăn được đâu. Giờ lui nhẹ cái nha mọi người. Trời ơi, Nắc múa gì. Lui đi. Lui xíu. Rồi, bây giờ thì di chuyển về con bùa đỏ nhá mọi người. Rừng mình hồi sinh hết rồi. Đó, thằng bùa đỏ của con ê, nó đâu, kém nó. Mày lạng lách đánh võng rồi mày, cho mình chừa ăn ngay cái bắn của con FB mình, cái này lên bảng điểm số ngay. Rồi, bây giờ thì đi về farm rừng tiếp nha mọi người. Đó, chung là đánh nhau thì đánh thôi, nhưng mà rừng hồi sinh rồi là phải lui nhá. Đánh không được thì phải lui để về farm nha. Còn bây giờ thì con Laurel này, bắt được không? Đây. Nè, bắt nó này. Rồi, múa đi. Này, múa này. Đánh luôn, mình có băng xương nha. Rồi, đánh này, đánh thường này, chiêu 1 chém thường, chiêu 2 chém rồi băng xương lại nha. Rồi, đứng còn này. Ê, chết cha rồi, nhìn lộn rồi. Trời
Ui vãi nồi, tôi ra được khỏi trụ rồi nhưng mà tôi lại bị ulti của con Royale nổ chết. Trời ơi, trời ơi, pha đó tôi tưởng là lính còn chứ anh ngờ nhìn không kỹ lính của tấm máu à, biết thấy đi ngực đường kia về là chạy sống rồi. Trời ạ, à, trời ơi. Rồi pha một lâu xong thì ta lượm được mạng, ui không ăn được mạng rát rồi. Còn vấn đề bây giờ kệ đi mọi người, vấn đề bây giờ nhiệm vụ của tôi đó chính là đi qua lượm bùa lù con Nakroth chứ còn gì nữa đúng không. Nói chung là trận này tôi không cho con Nakroth farm đâu, nó được ép là ép thẳng mặt luôn, không cho nó farm một trận nào ấy nha. Rồi còn bây giờ thì đánh cái FB trước này, còn xích ui FB mình đẩy ra cái ngoài tầm xích luôn. Rồi bây giờ thì lượm con bùa lù nhá, xong rồi sẽ qua ăn con rồng nhá mọi người. Họ Nak bây giờ nó chỉ biết là đi farm lính ở land để còn lấy lại vàng mọi người ơi, chứ bây giờ bùa nó còn con nào đâu mà farm. Rồi đó, bây giờ thì farm xong con rồng này tôi sẽ ra tôi hưởng một xíu lính ở mid nhé mọi người, xong rồi về ăn bùa đỏ nha. Rồi đó, vấn đề thằng Nak bây giờ nó phế rồi, nó mọi người chơi gặp Nak á, mọi người mà ép được đầu game này thì trận nó tem bạn khó chơi cực kỳ luôn, bởi vì con Nak là thường nó mạnh đầu game thôi, bởi vì nó farm nhanh á mọi người, nó farm nhanh á, đồ nó mạnh á đó, còn về cuối game thì nó yếu dần rồi, nên là Nak vào đầu game không được chơi game thì tem bạn trận này nó khó chơi lắm. Rồi bây giờ thì vấn đề bây giờ thì farm nốt bùa đỏ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ nâng cái kiếm thường xuyên phá nha mọi người. Đó đầu game ấn lộn cái soạn mất tiêu cái kiếm phương kiếm trước luôn. Rồi nhưng sao nhá, trận này bây giờ thì để tôi farm xíu này. Nói chung giờ tem tôi quá khỏe rồi, tem bạn trận này chắc chắn là không thể thắng được tem tôi đó. Trận này tem tôi nó quá khỏe đầu game rồi, dừng bạn không được chơi nữa. Rồi bây giờ thì tranh thủ vào đẩy nha mọi người. Nói chung là để về lết á thì cũng không ổn đâu, về lết không bry ai biết được nó đâu, nó lại ao nhây vài pha cái này thua ngược thì không ai biết được đúng không. Rồi bây giờ thì vô chém chết lâu này rồi giết luôn thằng FB nó chạy ra nhá. Nak làm gì, làm gì, làm gì mày, làm gì còn down đâu mà múa. Trời ơi khổ tem bạn ghê á. Họ rồi ok, giờ đem bạn chết bốn rồi, tranh thủ lấy nốt con quái rồi đẩy cái trụ nào này đẩy nhá mọi người. Họ xuống đây dọn ít lính này mọi người, kiếm ít vàng nha. Có nhiều đây lính này khá là nhiều vàng ạ, pha combat này tem mình khá là lời rồi. Còn bây giờ thì tranh thủ lượng blue nha, à lượng con rồng nhá mọi người. Tem ơi ra phụ mình con rồng với cô, trời ơi con rồng này có khả năng phụt mình chết đấy. Rồi đấy, giờ tranh thủ đợi tem ra phụ nha. Ui đau 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 hồi lui lui lui, nhẹ cái được nhẹ cái nha. Rồi ok bây giờ thì ăn tiếp thôi. Trận đấu này thì tem bạn nãy giờ đầu game giờ mới ăn được mạng, đó chính là mạng cái pha đó là tôi chết bị thầm xàm chứ đâu phải là do tem tôi bị combat chết đâu mọi người. Ôi hên thế, lúc vào chiều con L'Oreal tưởng pha nó nghèo cái không biết nó gì luôn á. Rồi bây giờ thì biến về nhé mọi người. Rồi nên bạn nằm xuống hai mạng rồi bạn, ui rát ăn được AD ở tốt biến qua tường rồi kìa, dí được không, dí đi dí đi. Rồi bây giờ để tôi đánh qua tao hần cho. Pha đánh được này, pha đánh được này, thằng Nak với cả thằng Bry này. Rồi này lúc này xích ừ hay quá chán rồi. Trên Nak này lúc chiều hai còn bắt đầu Bry nhé mọi người. Rồi chém thường này, đánh chiều hai này, đánh thường này, bổ này. Rồi lúc này xịt chém thường cái xin mạng nhá. Trời ơi rồi tem bạn nó quá là yếu rồi đấy, tem tôi ép cỡ này thì không chơi được luôn đấy. Trận này tem nó có Helen nhưng mà vẫn không chơi game. Trời ạ. Rồi giờ thì anh thủ đợi con blue ra farm nó blue nhé mọi người, kịp ít vàng nha. Rồi chém thôi mà cho ghi đu ăn đi mọi người ơi. Còn bây giờ thì để tôi đẩy đỉnh cao lên nhá. Nói chung là chơi game mà mọi người ép được rừng tem bạn á thì em bạn khó chơi cực kỳ luôn nhé mọi người, bởi vì kiểu bình thường những lợi thế là từ do rừng ganh đúng không, mà giờ rừng phế rồi, rừng đâu ganh ở đâu, rừng đâu ganh được thì đương nhiên tem bạn nó sẽ bị thọt theo rồi. Bây giờ thì để tôi lượm con bồ lô nha, à bồ đỏ chứ. Rồi lượm bồ đỏ nhé mọi người. Hóa lượm bồ đỏ xong rồi chạy ra ăn con ớt kìa. Trời ơi để luôn đấy, tự nhiên lướt chưa hai đội tại đập vào dính mặt vào tường luôn. Rồi bây giờ thì ăn con tà hần nhé mọi người, ăn tà hần tranh thủ đội ép rồi win luôn thôi. Trận đấu này chắc là kết thúc sớm thôi chứ tem bạn yếu quá rồi, đánh lâu thì nó cũng nhàn anh em xem lắm. Tem bạn lao đèo lại chết rồi. Rồi bây giờ thì tranh thủ thả mít nhá, mít AD thả mít luôn đi, thả mít rồi win luôn. Đấy thằng Nak kìa. Ủa kìa, trời ơi hôm quá chưa hồi nó chưa lên luôn, làm sao bảo sao mà lại bị đập bằng vào tường tiếp, nể thật. Rồi bây giờ tranh thủ farm ít quái không rồi di chuyển lên cùng tem rồi kết thúc luôn trận đấu nhá mọi người. Trận đấu này chắc là phải win rồi, tem bạn quá yếu rồi, không thể nào lật được tem mình đến này nữa. Tầm này dựng mình thì cũng ao vàng tem bạn quá là nhiều rồi, trời ơi. Rồi bây giờ thì di chuyển lên và win lên nhé mọi người. Đấy đây là trận đấu cúp nha và trận đầu tiên của tôi nhé mọi người. Rồi ok cảm ơn anh em đã coi clip nha, nếu thấy hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like subscribe ủng hộ kênh mình nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đó bây giờ đợi con tà hần vào là win thôi. Ok bye bye anh em, hẹn gặp clip sau nha.